Đây là bộ phim kể về hành trình của một chàng trai từ sống với chó trở thành một chàng trai sống như chó và hoàn toàn thỏa mãn với điều đó. Nhưng để làm được thế, cậu phải trải qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử với quỷ. Trên Somen, ông bố của Denji không thích mỡ, thế nên ông đi về miền cực lạc để lại khoản nợ hơn 38 triệu yên cho Denji. Mặc dù đã bán vài bộ phận trên cơ thể, bán liêm sỉ và bán cả mạng để làm thợ săn quỷ, nhưng mà tiền lãi suất mỗi kỳ còn cao hơn cả khoản tiền kiếm được, nên là Denji mãi đói. Đồng hành với Denji trong công cuộc xóa đói giảm nợ là một con quỷ mang giao diện của một con chó tên Pochita. Chó không chê chủ nghèo. Pochita là một chú chó ngoan và thích nghe Denji kể về ước mơ của cậu, một ngày được ăn bữa sáng với bánh mì quết mứt và được chim chuột với gái một lần. Nhưng ước mơ đó sao mà xa vời quá. Vì tên chủ nợ của Denji rất tham lam, để có thêm sức mạnh thì gã đã ký khế ước với quỷ zombie. Đổi lại hắn sẽ giúp nó giết đám thợ săn quỷ. Cả Denji và Pochita cũng nằm trong số đó. Nhưng mà trong cái khó có cái may, cứ tưởng cả hai đã mồ xấu mà bốc mùi bên trong thùng rác, thì vô tình máu của Denji chảy vào miệng của Pochita, khiến nó thức tỉnh mà hợp nhất với trái tim của Denji. Nó hy sinh để cứu sống cậu và trao cho cậu sức mạnh của quỷ cưa. Nhờ sức mạnh này, Denji giải quyết hết lũ zombie, trong đó có cả tên chủ nợ đã hóa thây ma. Mà chủ nợ đã không còn thì khoản nợ cũng tự dưng mà biến mất. Denji tàn sát lũ thây ma, đến tận hôm sau thì người của cục bảo an mới tới. Đây là một tổ chức trả tiền cho thợ săn quỷ để tiêu diệt lũ quỷ. Sếp ở đây là Makima, một cô nàng giúp Denji có những trải nghiệm lần đầu. Lần đầu được ôm, lần đầu được quan tâm, lần đầu được úp mặt vào, lần đầu được gái đút cho ăn, lần đầu bị trúng thính. Quá nhiều cái lần đầu khiến Denji hơi bị ngợp, nên cậu quyết định phải làm cái gì đó quen thuộc với mình. Làm chó. Sau khi đến trụ sở cục bảo an ở Tokyo, Denji được tặng đồng phục và được Makima giới thiệu cho Aki, một thanh niên nghiêm túc và có kinh nghiệm trong nghề. Cứ tưởng sẽ được sát cánh bên người trong mộng, ai ngờ lại phải đi làm với cái tên đầu trỏm này. Thế là Denji cứ rên rỉ với Makima trước thái độ bố láo bố lêu ấy. Aki liền kéo Denji vào một ngõ vắng, cho cậu một buổi tẩm quất massage miễn phí, rồi khuyên cậu nhanh chóng cút khỏi cục bảo an, không thì chết lúc nào không hay. Sim lỏ Denji cũng không vừa, nhân lúc Aki không chú ý, cậu ta dồn hết sức đá liên tội vào hai trái bóng giữa háng Aki. Má, tận Hà Nội còn cảm thấy thốn hộ luôn. Cứ thế hai thằng choảng nhau, chán rồi thì bồng bế nhau về trụ sở. Thấy hai khứa này có vẻ thân thiết, Makima đề xuất cho Denji sẽ nhập tổ cùng Aki, hơn nữa sẽ đến ở cùng với cậu luôn để tiện cho việc làm nhiệm vụ. Aki dù là chả ưa cái thằng danh vừa mới đá bi mình, nhưng vì nể Makima nên cậu cũng đành chấp nhận. Vụ án đầu tiên của cả hai là đi giải quyết một quỷ nhân đang cố thủ trong nhà. Khác với Denji, quỷ nhân cũng là những người bị quỷ cướp đi thân xác, mang bản tính của quỷ và có điểm đặc trưng ở trên đầu. Không chần chừ, Denji tung một dìu hạ gục nhanh gọn con quỷ nhân đó mà không cần đến trạng thái trên so, để cho nó có một cái chết nhẹ nhàng. Nhưng điều đó đã làm Aki nóng mắt. Cậu xả cho Denji một trận vì dù có là quỷ nhân thì chúng cũng là quỷ, mà quỷ thì khỏi phải nâng tay. Bởi lẽ trong quá khứ chính Aki đã tận mắt chứng kiến cả lò nhà mình bị quỷ đưa lên bảng đếm số, và những người dưới kia và chính Aki đang nghiêm túc làm việc, còn cậu thì không. Sau khi sấy cho một trận và thu thập ít tài liệu mát mẻ, Denji chợt suy nghĩ về khế ước với Pochita. Ước mơ được ăn uống, được ôm gái thì có được rồi. Và cậu quyết định ước mơ tiếp theo sẽ là được giờ véo. Phải hướng đến sờ véo Makima một cách thật nghiêm túc. Trong khi đầu Denji vẫn đang mơ tưởng đến đội của hai chân bé đủ được thông báo sẽ bổ sung thêm một thành viên nữa. Và đó chính là quỷ nhân Power, đến từ hội của những người bị cắm sừng công khai. Vì lý tính khá cao nên cô nàng được Makima cơ cấu cho một vị trí trong đội. Tuy nhiên cái đội này đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nếu Denji và Power không cho thấy giá trị cụ thể thì hai đứa sẽ bị bay màu cùng với cái đội này luôn. Nhỏ cái Power vốn từng là một con quỷ thuộc hàng có vai vế, nên mấy con tôm tép ngửi mùi là chim cút ngay lập tức. Đang hoang mang vì mối lo giải tán sắp đến, đột nhiên mùi của quỷ đập vào mũi của Power. Méo thèm gọi Denji, cô nàng đã tốc biến đến nơi con quỷ, rồi lấy máu của mình tạo thành búa gõ cái bong siêu thoát cho nó luôn. Cứ tưởng giết được quỷ thì sẽ được khen, ai ngờ hành động này của họ lại cản trở đường mưu sinh của người khác. Power trước kia là quỷ máu nên thường xuyên quá khích, mà quá khích như thế thì không phù hợp để làm thợ săn quỷ. Trước nguy cơ bị quẳng ra khỏi đội, Power liền đổ hết tội lên đầu Denji. Hai đứa cãi qua cãi lại mãi mà không thôi, trong khi người xem đang ngắm trọn nhìn Power ngông nghênh hống hách vậy thôi, chứ trước chị đại thì ngoan một phép. Trong khi Denji còn đang đau đầu tìm cách hợp tác với Power, thì cô nàng tuyên bố cô mèo là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng. Denji vốn méo thèm quan tâm, cho đến khi Power gạ kèo nếu cậu tìm được mồn lèo của cô về, thì cậu phải được mua cho áo trùm cuối. Shop bán áo chính thức của The Reviewer liên tục update mẫu mã và chất liệu để phù hợp với xu thế, thị trường và cả thời tiết. Vì mùa hè đã đổ bộ, còn chần chừ gì mà không đá ngay một chiếc áo thun để thay thế mớ hoodie đi mùa đông. Và đừng quên chúng tôi còn có trùm figure, trùm sticker, người chơi Lego để cho bạn mua linh tinh giết thời gian, đồng thời trang trí phòng ốc nhà cửa. Link mua hàng ở dưới phần mô tả và bình luận. Và đùa đấy, thực ra thứ Power offer là cho Sti. Khoang dừng khoảng chừng là 2 giây. Đợi chút để não Denji lốt thông tin rồi quay xe.
chết tiệt, thật là chết tiệt, con quỷ đó thật là chết tiệt, cho xin cái địa chỉ đến giết cả lo nhà nó luôn. Sau khi cả hai lê đít từ tàu hỏa cho đến xe buýt, cuối cùng cũng đến được xào huyệt của con quỷ kia. Trong lúc cả hai đang trao đổi thì Power buột miệng nói rằng tất cả là do mình dàn cảnh. Denji đã rất nhanh nhưng Power rất tiếc. Trước đó cô nàng đã thỏa thuận với quỷ rơi đang bị trọng thương một kèo đổi người lấy mèo. Đến khi nếm máu của Denji thì nó mới thấy vị như shit. Nhưng thôi méo máu có còn hơn không. Ít ra máu của Denji còn có thể khiến nó hồi phục. Để thoát khỏi cái mùi vị tởm lợm của con vương trong mồm, nó quyết định đi vào thành phố kiếm chút máu ngon để xúc miệng. Còn thỏa thuận với Power thì nó lật lọng nuốt cả mèo lẫn chủ vào bụng, rồi bay đi mà không hề phát hiện ra rằng Denji từ bao giờ đã bám lấy chân hút ửng ực máu của nó để phục hồi. Vừa để đòi lại ngực vừa đồng cảm với Power vụ mất đi thứ thân thiết nhất, Sim lỏ bèn kéo dây máy cưa, Henshin thành trạng thái trên Sawman, xin nhẹ cánh tay của con quỷ, khiến cả hai rơi xuống thành phố. Với sức mạnh khao khát được sờ véo, Denji càng đánh càng hăng, gây vô số vết thương cho quỷ rơi. Ngay cả khi con quỷ vận công khí tụ đan điền dùng đến độc chiêu sóng âm cũng không hề xi nhê gì so với Denji. Trước áp lực đáng sợ đó, quỷ rơi bắt đầu rén. Mà khi chiến đấu đã rén rồi thì xin là xin vĩnh biệt cụ thôi. Chỉ với vài nhát cưa cực ngọt, Denji đã phân xác con quỷ, đưa nó isekai sang thế giới khác. Sau khi được cứu, Power gửi lời xin lỗi đến Denji và thề hứa đảm bảo sẽ không bùng kèo thỏa thuận. Đang sung sướng la hét thì chợt Denji bị cái gì đó tấn công. Kẻ chủ mưu cho màn úp sọt bất ngờ này là quỷ đỉa, người yêu quỷ rơi. Ủa, rơi với đỉa yêu nhau lạ lắm mà nghe. Trong khi Power toàn thân bất động, Denji đành tiếp tục chiến đấu. Ngặt nỗi thiếu máu nên chỉ thòi được một cái cưa bé xíu trên đầu mà thôi, có gì dùng đấy. Denji tận dụng tốc độ lẫn khả năng thông chốt để tránh đòn của quỷ đỉa. Dù đã cố gắng hết sức ra đòn, nhưng sức đã đuối, máu đã cạn. Cuối cùng Denji cũng bị quỷ đỉa tóm gọn. Trong lúc ngàn cân treo sợi bún thì Aki xuất hiện, triệu hồi quỷ cáo đớp luôn con quỷ đỉa. Sau khi cho người ở lại lo giải quyết hiện trường, Aki đưa Denji vào viện. Đến khi khứa Sim lỏ tỉnh dậy, thanh niên đầu trỏm bắt đầu tra khảo về vụ việc. Cậu đã có đầy đủ chứng cứ Power đã dụ dỗ Denji đến nơi của quỷ rơi. Quỷ nhân thì cũng có loại rít loại rát. Power thuộc loại người tốt, sao mày biết nó tốt? Vì loa cô ấy to tròn chuẩn, cạn lời với thằng Sim chúa với lại không có thương vong gì, nên Aki sẽ mắt nhắm mắt mở nếu Denji chịu ngoan nghe lời. Denji cũng đành chấp thuận chứ không mất kẻo thơm với Power thì dở. Sau đó Aki tìm đến Makima để báo cáo sự vụ lần này. Thấy Aki đang bao che cho hai con báo kia, Makima đưa ra một quyết định, khiến cho cả Aki lẫn Denji một phen hú hồn con trồn. Cho Power đến ở cùng cậu và Denji. Thời khắc nhiều ông chờ đợi nhất đã đến rồi đây. Thời khắc Denji được nhận giải thưởng từ Power. Tưởng liều mạng như thế sẽ được tận hưởng sự phê pha tận nóc, ai ngờ thứ Denji nhận lại là cặp hàng pha ke. Và cảm giác cũng chả như những gì Denji từng nghĩ. Nhưng trời không phụ chàng Sim. Hôm sau khi đang cùng Makima hoàn tất hồ sơ vụ quỷ rơi quỷ đỉa, thấy Denji lạ lắm nên Makima liền gặng hỏi, thì mới biết vụ lần mò và cảm giác nhạt nhẽo sau đó của cậu để giúp cậu vượt qua trầm cảm. Makima liền trở thành cô giáo bộ môn giáo dục giới tính và cho cậu tận hưởng bộ loa chuẩn đét cam kết không độ. Nhân lúc cậu còn phê pha, Makima cho cậu một offer, nếu Denji giết được quỷ súng, cô sẽ thực hiện bất cứ nguyện vọng nào của cậu. Máu Sim nổi lên che mờ con mắt. Denji ô sờ kê luôn, khỏi phải nghĩ. Để tìm ra vị trí của quỷ súng, trước hết họ phải tìm ra các mảng thịt của quỷ súng bị những con quỷ khác nuốt phải. Chúng có cơ chế hút lấy nhau khi miếng thịt đã đủ lớn và nó sẽ tự tìm về với vật chủ. Mục tiêu bây giờ là con quỷ đang ẩn nấp trong khách sạn này. Lần hành động này không chỉ có Aki và hai con báo, mà còn có sự góp mặt của Himeno và hai tân binh Arai, Kobeni. Để lên dây cót tinh thần cho cả team, Himeno đặt giải thưởng một cái chuột má cho bất cứ ai hạ được con quỷ. Dăm ba cái hôn má sao đủ đô với Denji. Bởi mục tiêu của cậu là được cháo lưỡi với Makima kìa. Yêu thì yêu Makima đấy, nhưng mà nếu được hôn Himeno thì cũng ok. Denji bật mốt hăng hái sổng sộc lao vào giải quyết con quỷ cho lẹ. Trong khi cả đám đang lùm con quỷ thì đột nhiên nó lao ra. Không biết lấy sự tự tin ở đâu mà với bộ dạng đó, con quỷ lao tới tấn công cô Benny. Himeno liền ra tay khống chế để rồi bị Power xẻ thành hai mảnh. Mỗi thợ săn quỷ đều có khế ước với quỷ để chiến đấu. Himeno ký với quỷ ma với điều kiện hiến cho nó mắt phải để điều khiển tay phải của nó. Con quỷ mới bị tiêu diệt không có dấu hiệu phản ứng với thịt quỷ súng. Nhưng cả đám phải lên tầng tìm kiếm nhưng có gì đó lạ lắm. Lên lên xuống xuống cầu thang hay bất cứ cách nào khác đều trở về đúng tầng 8. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên cả đội. Cô Benny và Arai cũng dần mất bình tĩnh, còn hai con báo thì vẫn cứ vô tư lắm. Trong lúc rảnh rỗi, Himeno đã chia sẻ quá khứ của cô cùng với Aki. Himeno lần đầu gặp Aki khi được Kishibe dẫn đến. Sau một thời gian làm việc cùng nhau thì cả hai dần thân thiết, dẫn đến việc Aki bị bả dạy hư bằng cách cho hút thuốc. Trong khi đó, Aki đã đi thăm dò xung quanh và trở về báo cho cả bọn rằng con quỷ mà họ vừa tiêu diệt nó đã biến đổi, trở thành một con quỷ tởm lợm giang hồ thường gọi là quỷ vĩnh hằng. Nó gạ nhóm Aki đồng ý một khế ước. Chỉ cần giết Denji và đưa nó trái tim, tất cả sẽ được thả ra. Aki không thể triệu hồi quỷ cáo. Himeno sử dụng quỷ ma tấn công. Đòn thì hiệu quả đấy, nhưng mà lại thành thuốc tăng trọng khiến con quỷ phát tướng. Đợi một hồi mà chưa tìm ra cách, Aki gợi ý sử dụng thanh kiếm của mình. Himeno liền ngăn lại, quyết thà quẳng Denji cho con quỷ chứ nhất định không để dùng kiếm. Trong khi đó, cơn hoảng loạn của Himeno và Arai đã lên đỉnh. Điều này không khác gì nước tăng lực búp thêm sức mạnh cho con quỷ. Cả bọn bị nó lùa cho chạy thục mạng. Mặt đất bắt đầu nghiêng xuống đẩy họ lại gần con quỷ hơn.
Aki buộc phải dùng đến thanh kiếm của mình, nhưng một lần nữa cậu bị Himeno ngăn lại. Bởi nếu Aki cứ làm vậy thì tuổi thọ của cậu sẽ bị rút xuống. Nên cả bọn đồng tình nhất trí cao là cống Denji cho quỷ. Nhưng Aki không nghĩ thế, cậu đưa thân chịu giao cho Denji, vì cậu cần Sim Chúa sống để góp sức cùng mình hạ quỷ súng. Lúc này tất cả tế bào trí khôn của Denji bắt đầu thức tỉnh. Cậu nhận ra con quỷ này chắc chắn sợ sức mạnh của quỷ cưa và sợ đau, nên mạnh dạn hy sinh thân mình đập cho nó một trận. Trước khi đi, cậu không quên nhắc Himeno về kéo đá lưỡi, rồi nhảy xuống bắt đầu thác loạn xác thịt với con quỷ kia. Sau mấy ngày vào 3 ra 7, vừa đánh vừa hồi sức bằng máu của con quỷ, cuối cùng Denji cũng đã khiến nó đau đớn không thể chịu được mà giao nộp trái tim để được giải thoát. Dằm ba con quỷ đần mà đòi chống lại tao à? Hả? Nói xong, Denji cho một cưa kết thúc cuộc đời con quỷ. Sau khi hạ được quỷ vĩnh hằng và thu thập thêm thịt của quỷ súng, các thành viên của đội 4 cùng vài thành viên các đội khác cùng Makima tổ chức một bữa tiệc giao lưu, đồng thời giới thiệu thành viên mới. Trong khi mọi người quẩy tưng bừng bên ngoài thì Denji lại có tiệc riêng trong nhà xí. Sau khi nuốt nguyên bãi chè cho chó của Himeno khi đá lưỡi với bà, quả này chắc Sim Chúa tởm đến già, nhưng bà chị Himeno là người uy tín. Nhân lúc không ai để ý, cõng về, rồi tính làm giáo viên thực hành bộ môn giáo dục giới tính, không để con cu làm mù con mắt. Denji chê, quyết giữ sự trinh trắng cho đến khi được đụng Makima thì thôi. Sáng hôm sau, mấy khứa này say Makima quá rồi, nên Himeno quyết định bắc cầu cho họ. Trái lại, Denji sẽ support cho cô đến với Aki, và rồi một liên minh tào lao được set up. Trong khi đó, Makima đang trên tàu đến Kyoto, thì bị một đám người ám toán. Những vụ việc tương tự cũng xảy ra khắp nơi. Mục tiêu đều hướng đến các thợ săn quỷ thuộc đội bảo an, đội của Denji cũng không ngoại lệ. Trong lúc đang đá bữa sáng thì họ bị một gã lạ mặt khịa đều là mù ẩm thực. Chúng mày biết bố mày là ai không? Thấy lũ kia đéo thèm quan tâm mình, hắn đã tự phô in tư ba đời làm Yakuza. Thì ra thằng cu này là cháu trai của gã chủ nợ cũ của Denji đến đòi mạng. Bằng bằng chiếu chiếu, tiếng súng vang lên, găm thẳng vào đầu Denji và làm Himeno bị thương. Power lao tới tặng một đấm vào bộ nhã của tên kia, còn Aki triệu hồi quỷ cáo giải quyết hắn trong một nốt nhạc. Nhưng game đâu dễ như vậy, hắn không phải người cũng méo phải quỷ. Hắn là một hybrid giống như Denji, sở hữu sức mạnh của quỷ Katana. Nhận thấy kiểu này khó xơi, Aki rút cây kiếm dạng đinh ra đâm 3 nhát vào hắn, nhằm triệu quỷ nguyền rủa để đưa tên kia lên bảng đếm số. Tưởng game đã clear, ai ngờ một nhân tố khác lại xuất hiện, kích hoạt phục sinh cho Katana Man. Không còn chủ quan như lần trước, hắn bật skill lao đến tha thù một đường kiếm lên người Aki. Thấy crush ngon liệm, Himeno triệu hồi quỷ ma để nó hiện hình trợ chiến cho Aki, nhưng nó lại từ chối vì con quỷ nhỏ có gì đó rất đáng sợ. Thà hy sinh tất cả chứ không để Aki chết, Himeno quyết định cống cả cơ thể để quỷ ma ra tay. Ban đầu thì nó cũng phát huy tác dụng mém sơi được Katana Man, cho đến khi quỷ rắn đến từ cộng sự của gã xuất hiện, một đớp để quỷ ma lẫn Himeno bay màu mãi mãi. Nhân vật phụ đã toang thì đã đến charm của nam chính. Một cánh tay của quỷ ma đã kéo sợi dây trên ngực Denji. Và dè dè dè, it's battle time. Cuộc chiến derby hybrid bắt đầu giữa trên Soman và Katana Man. Hai bên la vào choảng nhau chán chát, không má nào chịu má nào. Denji ngây thơ cứ tưởng chỉ cần lôi đồng đội của gã kia ra đe là hắn sẽ rén. Ai ngờ hắn kệ mẹ đồng đội mà xẻ luôn cả đôi thành hai khúc, rồi mang nửa trên của Denji đi. Ở một diễn biến khác tại vị trí của Makima, cứ tưởng chị đại đã đăng xuất, ai ngờ lại comeback, rồi xử lý hết lũ dám ám toán mình. Sau khi đến Kyoto, Makima nhờ hai thợ săn quỷ đến đón tìm cho mình vài tên tử tù và một ngôi chùa vắng để cô làm một nghi lễ gì đó. Chỉ biết rằng cứ khi nào Makima bảo lũ tử tù gọi tên ai rồi làm thuật, thì một thằng bên chi đội Katana Man bị bóp nát bét theo đúng nghĩa đen. Hoang mang trước những gì đang xảy ra, Katana Man cùng đồng chí tóc vàng đành đánh bài chuồn. Nhưng khoan, vì cô Benny đã xuất hiện. Trước đó do được Arai che cho nên cô đã thoát án tử. Cô Benny bây giờ đã khác, cô nàng lướt nhẹ trên người quỷ rắn tránh được cả súng, nhẹ nhàng tiếp cận xin một tay của Katana Man rồi bồi thêm vài viên đạn, thành công giải cứu Denji. À tóc vàng vội kéo Katana Man lên xe rồi chim cút ngay lập tức. Sau sự vụ này, thành viên trong các đội săn quỷ gần như đã bị tiêu diệt hết. Cấp trên đã yêu cầu gộp toàn bộ những thành viên còn lại vào một đội dưới quyền chỉ huy của Makima để nâng cấp năng lực cho Power và Denji. Makima đưa hai con báo đến gặp Kishibe, thợ săn quỷ mạnh nhất. Sau khi vượt qua bài kiểm tra về độ điên, cả hai được ông chú thưởng cho một cái ôm nồng thắm. Đến độ xương cổ, xương sườn của cả hai gãy tùm lum, trộm vía chỉ cần một bịch máu là chúng sẽ bình thường trở lại. Kishibe nói rằng có một thứ gì đó ở Denji khiến lũ quỷ súng hứng thú, nên cậu buộc phải trở nên mạnh hơn. Và vì ông là thợ săn quỷ bá nhất, nên bất cứ con quỷ nào giải quyết được ông sẽ là con quỷ mạnh nhất. Chăm nghe không bằng một thử, chán nghe mấy lời bốc phét của gã nát rượu, Power và Denji liền xông tới check kỹ năng của Kishibe. Ai ngờ bị ông xiên cho nằm bẹp dí trong phút mốt. Trong khi đó, Aki sau khi vượt qua nỗi buồn mất đi những người đồng đội, nhận ra mình không thể triệu hồi quỷ cáo được nữa, nên anh được đưa đến nơi giam cầm quỷ tương lai để ký khế ước với nó. Sau khi check tương lai của đầu trỏm, con quỷ nảy sinh hứng thú muốn tận mắt chứng kiến cái chết của Aki, nên nó quyết định định cư trong mắt phải của cậu. Đổi lại, Aki sẽ được nó ban cho sức mạnh. Trở lại với cặp bài trùng Power Denji, sau khi bị Kishibe hành cho ngỏm đâu đó khoảng 20 lần, thì cả hai cuối cùng cũng thức tỉnh bộ não, lên kế hoạch choảng lại lão già kia. Ngày hôm sau, tận dụng lúc Kishibe đến đón, Power và Denji đeo thêm kính cho ngầu, rồi đột kích nhằm trả lại bát phở đầy hành ngày hôm trước. Ai ngờ lại bị phản đam cực.
Đứa thì bị đấm cho không trượt phát nào rồi bị xiên, đứa thì kiệt sức vì mất máu. Nhưng thôi, biết dùng cái đầu là khôn hơn nhiều rồi. Sau buổi tập, cả hai được tham gia nhiệm vụ vây bắt Katana Man cùng đồng đảng. Đối với Makima, Kishibe luôn dành sự dè chừng nhất định. Ông biết rằng vụ việc vừa rồi chị Đại đã biết trước nhưng lại không làm gì. Tuy nhiên, một khi Makima còn ở phe con người thì ông vẫn sẽ nhắm mắt cho qua. Để chuẩn bị cho kế hoạch cướp đoạt trái tim của Denji, Katana Man bên cạnh chuẩn bị vũ khí nóng. Hắn còn sẵn luôn một tổ đội zombie vài chục con, sẵn sàng xuất trận bất cứ lúc nào. Để tìm hiểu thêm về Inter lũ đi theo Katana Man, Makima đã đến tìm một ông chủ Yakuza. Lão cũng cởi mở chia sẻ rằng một số cu dưới trướng của lão đã lập khế ước với quỷ súng với cái giá là 20.000 yên. Đổi lại sẽ có súng đạn bắn xài thoải mái. Kẻ chủ mưu là Sawatari, ả đàn bà đi theo Katana Man. Với Makima như thế vẫn là chưa đủ. Cái cô cần là tên của cả lũ ấy kìa. Mày là cái thá gì tao phải nghe? Makima đưa cho lão cái túi chứa toàn bộ phận thu hình. Từ những người thân của những thành viên từ to đến nhỏ trong băng của lão. Ngoan thì sẽ được lắp lại mà hư thì cả đời nhìn mặt trời mà không thấy chói. Trong khi đó, cảnh sát và thợ săn quỷ đã bắt đầu chiến dịch. Một tổ gồm toàn quỷ nhân tiên phong dọn dẹp đám zombie, mở đường cho đội 4 đi xử lý Katana Man và Sawatari. Ở tận đâu xa lắm, Makima cũng góp sức mở đường khi sử dụng năng lực của mình hạ hết đám lính. Trong khi di chuyển, Aki tìm thấy Sawatari. Lập tức cô ả triệu hồi quỷ ma quỷ rắn đến đối đầu với Aki. Nhờ có năng lực của quỷ tương lai, Aki có thể nhìn thấy được mọi đòn tấn công của quỷ ma. Nhưng được một lúc thì bị tóm cổ. Cứ tưởng quả này cụ đi chân lạnh toát rồi, thì Aki bật hồi tưởng quá khứ, nhớ về Himeno và lần đầu tiên bị gạ dấn thân vào thú vui nhà khói và bị cô lấy lại điếu thuốc vì cậu chưa đến tuổi vị thành niên. Bất chợt quỷ ma buông cổ cậu ra và đưa cho cậu điếu thuốc bị Himeno lấy đi hồi đó. Trên đó còn in dòng chữ trả thù nhẹ nhàng thôi. Aki cũng nhớ ra điểm yếu của quỷ ma là không thể dùng mắt mà chỉ biết cảm nhận nỗi sợ, nên cậu đành đưa quỷ ma đến gặp Himeno. Thấy tình hình đéo hồn, Sawatari tính triệu hồi quỷ rắn, nhưng Kobeni đã kề sát dao vào cổ, nhúc nhích là thăng liền. Về phía Denji, sau khi bị Power bỏ rơi để đi xử lũ zombie yếu ớt, cậu phải một thân một mình đối đầu với Katana Man. Cuộc chiến diễn ra căng thẳng, cả hai lao vào nhau như hai con thiêu thần khát máu. Những màn đâm chém đấm đá cực đã mắt được cả hai phô ra để tiêu diệt đối phương. Denji dần yếu thế và bị đánh văng xuống một chiếc tàu điện. Hai bên vẫn bem nhau hết sức nhiệt tình từ ngoài tàu cho đến vào nhau. Với tốc độ bàn thờ của mình, Katana Man đã chặt phăng dụng cụ cầm nắm của Denji. Không vì thế mà Sim Chúa chịu thua. Cậu vẫn lao đến với lưỡi cưa trên đầu và cũng bị gã kia cắt vụn. Nhưng điều đó lại đúng ý Denji. Cậu muốn hắn tập trung vào nó để tiện dùng lưỡi cưa dưới chân xẻ hắn làm hai mảnh. Sau khi dùng cơm gắn lại cơ thể cho gã Katana, trong lúc đợi cơ quan chức năng đến giải đi, thì Denji gạ Aki một kèo thi xe mai khiến tên kia kêu to hơn bằng cách đá vào cặp trứng cút của hắn. Sau cuộc chiến, Makima liền báo cáo kết quả cho cấp trên. Do Sawatari đã tự sát nên không biết được lý do cô ta muốn trái tim của Denji. Bù lại họ đã có được 1,4 kg thịt quỷ súng cộng thêm 5 kg sẵn có. Như thế là đủ để mò ra vị trí của quỷ súng. Trong khi đó, Aki cuối cùng cũng tận hưởng được điếu thuốc mà Himeno mời hôm ấy. Còn Denji đã mơ một giấc mơ, nơi mà cậu đã thấy một cánh cửa và phía sau đó là tiếng của Pochita khuyên cậu đừng nên mở cánh cửa đó. Đằng sau cánh cửa đó có gì? Giấc mơ này có vai trò như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo với Denji và những người bạn? Hãy đón chờ mùa sau nếu bạn chưa đọc truyện. Và tôi Quản Quại, xin chào và hẹn gặp lại.